Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chịu có về một đồng hồ phù điêu Pháp xưa nha. Đó, hàng chánh tông nha cô chú anh chị mình ha, với đồng hồ tủ đó, Jetmanin, với bàn ghế để giao lưu với cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Mã số 1 đầu tiên, cái kia nữa. Đó, đây là một bộ ba nha, hai chân nến hai bên với một cái phù điêu nha cô chú anh chị mình ha. Đây, đây là hai chân nến nha. Em quay hai chân cho cô chú anh chị mình xem trước nha. Đó, rất là đẹp, liền lạc, lành lặn luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, đây, để này lên trước đi. Đó, hai cái này là phía sau nha cô chú anh chị mình ha. Mô Phật, đây, để nó đi. Đó. Đây, phù điêu, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, tượng là bằng Atimon. Đó, cái này là chuẩn xưa. Em bao cho cô chú anh chị mình luôn, đồ này là khoảng tầm từ giá là 7-80 năm cho lên chứ không dưới nha. Để em đo tổng thể chiều cao rồi em báo cho cô chú anh chị mình được biết nha. Chiều cao là 54. Chiều dài lớn nhất của nó luôn á là 3 tấc. Đó, chiều sâu vô của nó luôn là 1 tấc 3. Đồng hồ phù điêu vẫn xài tốt, hoạt động tốt bình thường nha. Mặt là mặt men nha cô chú anh chị mình ha. Đây có chữ ký logo của nhà tác giả luôn nha cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó, cái này là bằng Atimon. Đó, tượng là tượng Atimon nha cô chú anh chị mình nha. Đó, quýnh là quýnh chuông chén, rất là hay. Đá là cẩm thạch vàng sọc. Đá là cẩm thạch vàng sọc, rất là đẹp nha cô chú anh chị mình ha. Liền lạc lành lặn, những miếng đá liền lạc lành lặn, tuổi đời trên 50-60 năm trở lên, không dưới 50-60 năm. Nếu mà 50-60 năm trở xuống thì cô chú anh chị mình được quyền trả lại cho em, không mất 1.000 phí ship. Mã số 1M, cặp chân nến không là 5kg rồi đó. Cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đó, tượng là còn liền lạc là lặn luôn. Rất là đẹp. Đó, Atimon. Đồ Atimon thì cô chú anh chị mình đã biết rồi, đồ này nó có tuổi hết trơn ha. Đó, bộ này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 21 triệu. 21 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Bao phí ship toàn quốc luôn. Đây, một cái tượng Atimon thiên thần nha. Đó, thiên thần bồng thiên nga, rất là đẹp luôn. Mã số 2M, đây cũng là đồng hồ tượng Atimon nha. Cái này nhà tác giả rất là đẹp luôn. Đây, nó có đóng năm luôn nha cô chú chị mình ha. Đó, đây, ngày 8/1906. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Cái này là đóng nha. Đó, nhà tác giả người ta đóng chứ không có mời mình nhái được chữ ký đây. Đó, nhà tác giả đóng nào nằm đây. Đá là còn nguyên si là lặn luôn. Đồng hồ rất là đẹp. Đó, cô chú chị mình là xem giùm em. Nếu mà không gõ chi tiết thì các em cứ liên hệ với em để chụp gõ biết thêm chi tiết nha. Tượng Atimon thiên thần. Đây, nhà tác giả đóng đây. Đó, những cái này là mình nhái không được, mình đóng không được nha cô chú chị mình ha. Tại vì Atimon này nó rất là có nguyên hiệu luôn đây. Đó, nguyên hiệu tác giả luôn. Cô chú chị mình xem kỹ giùm em. Đó, tượng là Atimon. Em đo chiều cao nha. Đồng hồ thì em bao xài thoải mái vô tư. Đó, bao xài bao chạy đúng giờ cho cô chú chị mình luôn. Quýnh chuông chén rất là hay. Chiều cao là 62. Bề ngang lớn nhất tượng đó là 3 tấc rưỡi. Đây, chiều sâu vô của nó luôn là 1 tấc 4. Đá cẩm thạch sọc rất là đẹp. Đó, tượng nhìn rất là nhu mì, quả lắc vẫn còn nguyên. Cánh chuồn vẫn còn nguyên. Đó, đây, mặt mày là rất là thần thái nha. Đó, cái này là đóng năm luôn nha cô chú chị mình ha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một dòng rất là đẹp, năm 1906 nha. Đó, tượng này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 21 triệu. 21 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đồng hồ thì em bao xài thoải mái vô tư luôn nha. Mã số 3M đó chính là một con cóc. Con cóc ngậm đồng tiền nha cô chú chị mình ha. Chất liệu bằng đồng. Chiều cao 1 tấc 9. Chu vi của con cóc là 68. Số đẹp nha. Đó, cóc vàng nha cô chú chị mình ha. Cóc ngậm tiền vàng. Đây, cóc này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3.2 triệu. 3.200.000 bao ship toàn quốc. Trọng lượng nặng của nó luôn á là 7kg yếu một chút. Tính 6kg thôi. Tính 6kg. Mã số 4M, đó, một pho tượng Quan Âm Ban Phước nha. Quan Âm Ban Phước. Đó, đồng mà khảm bạc nha cô chú anh chị mình ha. Tuổi đời em bao trên 20 năm trở lên nha, không dưới. Đồng khảm bạc.
Đó, chất liệu đồng này mình về mình quýnh metomat lên nó rất là đẹp luôn nha. Đó, nó sáng hới à. Đó, quýnh sơ thôi nó sáng hới. Chiều cao tượng Quan Âm là 2 tấc 8. Chu vi của Quan Âm ngồi là 4 tấc 8. Đó, nhìn mặt Quan Âm rất là thần thái nha. Đó, nhìn rất là phước lành luôn nha cô chú chị mình ha. Rất là đẹp. Tay chân gõ gàng luôn nha. Đồng khảm bạc, em bao cho quý cô chú anh chị mình luôn, chất liệu là bằng đồng. Đó, nhưng mà khảm lớp bạc ở ngoài. Đó, cái này chùi sơ nhẹ cái thôi là nó rất là sáng, rất là đẹp luôn nha. Đó. Đây, trọng lượng nặng là 2 kg yếu một chút, tính 1 kg 9. Em giao lưu cho quý cô chú anh chị mình luôn, tượng Quan Âm này có giá là 1.900.000. Bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Mã số 5M. Đó, một con hổ hồi đầu nha cô chú chị mình ha, rất là đẹp, đứng trên núi hồi đầu. Đó, lực nhìn rất là lực nha. Trọng lượng nặng là 2.1 kg. Chiều cao hổ là 2.1 tấc. Chu vi của hổ ngồi á là 4.7 tấc. Đó, nhìn rất là liền lạc, lành lặn, chất liệu bằng đồng. Đó, đây rất là đẹp luôn. Em giao lưu con hổ này có giá là 1.600.000, bao đánh bóng, bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook. Một cái bình trà, đó bình rượu nha, chất liệu bằng đồng từ ly cho tới bình, mã số 6M từ ly cho tới bình luôn nha, đều là bằng đồng hết. Đây ly đồng của chú chị mình xem giùm em nha. Đường kính ly là 3 phân, chiều cao là 5 phân cái ly, 4 cái ly một cái bình trà, đó bình rượu nha. Chiều cao bình á, là 1.5 tấc. Đường kính miệng bình là 5 phân. Đây cái bình thì có khắc con rồng nha. Đây còn ly thì có khắc là con phụng nha cô chú chị mình ha. Đó. Đây long phụng là rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Đây, bộ này em giao lưu với quý cô chú chị mình luôn, cũng có giá là 2 triệu bao ship toàn quốc nha. 4 cái ly một cái bình. Mã số 7M. Đó. Đây. Mã số 7M, một cặp bình long phụng, trọng lượng nặng một cái là 1.4 kg. Chiều cao của bình là 2.8 tấc, miệng bình là 1.2 tấc. Chu vi của bình á là 3.9 tấc, rất là đẹp. Đây. Đó, cái tích là long phụng nha. Đó, chất liệu bằng đồng vẫn xài tốt bình thường. Mã số 7M, của chú anh chị mình xài đồ đồng nó rất là tiện lợi. Giả sử như mình cầm bông, bông thì nó rất là để nó rất là lâu tàn nha. Đó, cô chú anh chị mình an tâm. Một cái là 1.4 kg, một cặp của nó luôn là 2.8 kg. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 2.8 triệu. 2.800.000 một cặp, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Một cây cân đòn, trọng lượng cân có thể là được 160 kg hoặc là 150 kg, nói chung là từ giá 150 kg trở lên. Chất liệu bằng đồng nguyên cây, chiều dài là 80. Đó. Đây cân đòn nha, cân đồng. Đó, cân 150 kg. Nói mà đồng không là em cân nó thử rồi nha, chất liệu đồng, đồng không của nó luôn là 5.5 kg rồi. Đó, mã số 8M. Em giao lưu với quý của chú anh chị mình luôn, có giá là 2.8 triệu. 2.800.000 bao ship toàn quốc, bao đánh bóng luôn nha. Mã số 9M. Đó, một cái thao nha. Đó, chất liệu bằng đồng. Đây, đường kính thao là 3.8 tấc. Chiều cao của thao là 1 tấc nha. Thao đồng nha cô chú chị mình ha, rất là đẹp. Trọng lượng nặng là 700 g. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1 triệu bao phí ship toàn quốc, bao đánh bóng luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 10M, đường kính mâm là 5.2 tấc, còn 3 cái nha. Đó, đây là cái dưới chăn, rất là đẹp. Đó, xung quanh là những bụi bối của bác tiên nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em, móc treo tường là nằm đây. Đó, chúng em sẽ vệ sinh đánh bóng cho cô chú anh chị mình, cái nếu mà nhu cầu. Đó, đây, một cái. Đó, tới cái mã số 10 luôn. Đây, cái này là Thiên Hạ Thái Bình nha. Rất là đẹp. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Đó.
cũng là một đồng giá là 1.100.000, em bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn, mà bao đánh bóng luôn nha. Đó, cái này là thiên nga hồ sen nha. Đó, đường kính là 5 tấc 2, trọng lượng nặng một cái là 1.2 kg. Đó, một cái là 1.2 kg nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha, một cái là 1.2 kg, đường kính mâm là 5 tấc 2, 1.100.000 bao phí ship, bao đánh bóng cho cô chú chị mình luôn. Đó, mã số 11M, một chục cái dĩa con gà nha. Đó, dĩa này là Nam Bộ, đường kính dĩa là 2 tấc, dĩa gà Nam Bộ xưa rất là đẹp. Đó, liên lạc là lặn luôn. Nói chung là lành tích cũng được khoảng được 80-90%. Đó, chú chị mình xem giùm em nha, giống như có cái này nó bị lỗi men nè. Đó, đây của chú chị mình xem giùm em, cũng có một cái hoặc là hai cái thôi, còn như là lành tích hết, rất là đẹp. Có giá là 500.000, em bao ship toàn quốc cho chú chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook. Đây, tới em có một bộ lư trúc mã số 12M. Đó, lư trúc nha. Liên lạc lành lặn, không đắp giá bể mẻ chỗ nào hết. Đó, chất liệu là bằng đồng. Đó, cái này đánh bóng nó lên nó rất là sáng hới, rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Lư trúc mã số 12M. Chiều cao bộ lư trúc á là 5 tấc 4. Mẹ em tính 5 tấc 3 thôi. 5 tấc 3. Bề ngang của nó luôn là 2 tấc 9. Đó là cái đó là phủ bì qua luôn nha. Đây, còn phủ bì ngược lại của nó luôn, chiều vô của nó luôn là 2 tấc rưỡi. Lúc nào em cũng trừ hao cho quý cô chú anh chị mình luôn vậy nha. Đây, những cái bông hoa, những cái con bồ câu nó làm rất là thần thái nha cô chú anh chị mình ha, rất là đẹp. Đó, lư trúc này. Bộ này thì cô chú anh chị mình khỏi chê rồi. Đó, em bao đánh bóng cho quý anh chị mình luôn nha, rất là đẹp. Trọng lượng nặng cặp chân đèn là 7 kg, yếu một chút, tính 6 kg rưỡi. Chiều cao của cặp chân đèn là 5 tấc. Đó, chân đèn rồng cho quý anh chị mình ha, rất là liền lạc là lặn luôn. Đó, đây, tới mà tới cái bộ lư là 12 kg nữa. Đó, 12 kg dưới 5 kg là 17 kg. 17 kg em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, liên lạc lành lặn nha. Cái này là không có ba giới nha cô chú anh chị mình xem giùm em. Em quên cho cô chú anh chị mình xem phía trong, không có miếng ba giới nào luôn. Đó, bộ này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 15.500.000, bao phí ship toàn quốc mà bao đánh bóng cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, đánh bóng lại một cái nó sáng hới rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook nha. Đây, tới em có một bức tranh. Đó, cái là tàu xưa thập niên 90, còn một bức duy nhất nha. Nó có 3 tích nó gộp lại thành một bức. Đó, tích trên là đồng tử Du Sưng. Đó, đây, còn 2 tích dưới này thì em không có gành hung nha cô chú chị mình ha. Đó, mã số 13M, chiều cao là 1m2, chiều dài 4 tấm nhập lại là 1m5. Nó còn 1 tấm là 3 tấc 7 nha. Đá thì dày 1 phân nha cô chú chị mình ha. Gỗ là bằng gỗ thường thôi. Đó, cô chú chị mình xem giùm em, cây là bằng gỗ thường. Nhưng mà là không mối mọt ăn được nha. Đó, người ta đã xài cũng đã cỡ hơn 10 năm rồi. Đó, đây rất là đẹp. Bộ này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 4.900.000, còn một bộ duy nhất nha, bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn. 4.900.000 bao phí ship toàn quốc luôn nha. Mã số 14M. Đó chính là một cái đồng hồ tủ. Đó. Đây, máy là Redmanin, 12 rong máy lớn, rất là đẹp luôn nha. Âm thanh rất là hay. Để em đo tổng thể cái đi rồi em sẽ báo âm thanh cho quý anh chị mình nghe nha. Đó. Chiều cao tổng thể luôn là 2m1. Đó, em trừ hao rồi đó nha, nó tới 2m15 là em tính 2m1 thôi. Kiến thì em đã rỡ ra rồi, tại vì lý do vận chuyển về em sợ bể á, em đã gỡ kiến ra. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đó, khi mà em đã chùi dầu sạch sẽ, chỉnh sửa sạch sẽ chùi dầu rồi, em sẽ gắn kiến vô để giao lưu với quý cô chú anh chị mình nha. Nói chung đồ này thì em bao xài cho quý chú anh chị mình thoải mái vô tư.
Đây để em đo mặt đồng hồ đó coi. Đó. Mặt đồng hồ là 2 tấc 7. Đây. Máy là đóng rệt manin nha quý anh chị mình nha. Đó máy lớn. Đó 12 gông 12 búa rất là hay. Đó, cái đó lại báo âm thanh chính xác cho quý anh chị mình luôn. Nghe rất là hay nha. Nó gông là còn xanh dờn rất là đẹp luôn, chưa chùi dầu, chưa đánh bóng luôn nha. Đó, máy là đóng rệt manin. Đó, máy lớn. Đó, liên lạc lành lặn rất là đẹp. Đó, bao xài cho quý anh chị mình luôn nha. Tuổi đời thì bao trên 50 năm trở lên này. Đó, tủ thì thùng thì tủ thì còn liên lạc lành lặn luôn. Đó, dân cây rất là đẹp. Đó. Đây mặt sau trăng luôn nha quý anh chị mình ha. Đó. Ở đây nó có 4 bài nhạc, quý anh chị mình thích chỉnh bài nào thì mình cứ chỉnh theo bài đó nha. Còn nếu mà tắt chung thì cũng vẫn có luôn. Đó, sao trăng đây. Đó, cô chú anh chị mình có giao lưu thì chúng em sẽ chùi rửa sạch sẽ, vệ sinh đàng hoàng, gắn kiến vô cho quý cô chú anh chị mình. Đó. Đó. Mã số 14M em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 27 triệu, 27 triệu em bao phí ship toàn quốc cho quý anh chị mình nha. Đây tới mã số 15M. Đó chính là một bộ trường kỷ. Đó, trường kỷ trúc nha, kiểu này là kiểu trúc. Đó. Cây là bằng gõ, của chú anh chị mình xem giùm em nha, để em đo thông số đi rồi em sẽ báo cho của chú anh chị mình để biết. Chiều dài của cái trường kỷ này là 1m84, là phủ bì 1m84 nha. Đó, phủ bì từ tay vịn bên kia qua tay vịn bên đây luôn. Chiều sâu vô chỗ ghế ngồi là 4 tấc 9. Đó. Còn nếu mà phủ bì qua luôn của nó luôn á là 55, là 5 tấc rưỡi. Đây. Còn bàn á là 54, là phủ bì bàn nha. Đó. Còn chiều dài cái bàn á là 1m26. Cây là bằng gõ, em bao cho quý anh chị mình luôn nha. Liên lạc lành lặn, kiểu trúc rất là đẹp. Vách lưng bộ trúc này á là 1m02. Đó. Đây. Đố trên này là dày 4 phân nha quý anh chị mình ha. Liên lạc lành lặn. Đó, đồ này thì em bao gõ cho quý của chú anh chị mình luôn. Đây em dỡ lên cho quý chú anh chị mình xem phía trong đây. Đó, cây là cây gõ nha. Đó, em bao cho quý anh chị mình luôn. Đó, bao xài thoải mái vô tư. Đây. Bộ này em giao lưu với quý của chú anh chị mình luôn, có giá là 42.500.000. 42.500.000 em bao phí ship 1.000 cây số cho quý của chú anh chị mình luôn nha. Đó, em có thể quýnh bạc ni lại cho quý chú anh chị mình luôn. Thanh Diệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú chị mình trong thời gian qua đó ủng hộ shop Thanh Diệu rất là nhiều. Thanh Diệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.